Ukraine nêu lý do không thể đánh chặn tên lửa Nga. Ukraine phải xóa sổ nhiều xe Bradley do thiếu phụ tùng thay thế. Trực thăng cá sấu sát thủ Nga bắn nổ liên tiếp hai xe tăng Ukraine. Trung Quốc tăng cường trang bị máy bay chiến đấu tàng hình G-20. Mỹ phát hiện 12 người di cư trong thùng xe tải 18 bánh. Xin kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube Thế giới Nghiêng, nơi liên tục cập nhật những thông tin hàng ngày mới nhất dành cho quý vị khán giả. Vừa rồi là những tin chính có trong chương trình, xin mời quý vị cùng đến với thông tin chi tiết. Tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất xung quanh cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ukraine hôm 20 tháng 7 tuyên bố bắn rơi 18 trong tổng số 38 vũ khí của Nga, tập kích các tỉnh miền Nam nước này, gồm 5 tên lửa hành trình Kalib, iskander và 13 UAV tự sát. Tuy nhiên, quân đội Ukraine không chặn được mục tiêu nào trong 7 tên lửa diệt hạm siêu thanh P-800 Onyx và 4 quả đạn KH-22 được Moscow sử dụng trong đòn tấn công. Một ngày trước đó, lực lượng phòng không Ukraine cũng để lọt 6 quả đạn Onyx và 8 tên lửa KH-22 trong đòn tập kích nhằm vào tỉnh Odessa ở miền Nam. Phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Inat nói trong cuộc họp báo, Onyx có tốc độ gấp 2,6 lần âm thanh, tương đương 3.200 km h các quả đạn thường bay ở độ cao lớn trong suốt hành trình để tiết kiệm nhiên liệu. Khi tiếp cận mục tiêu, nó sẽ hạ độ cao chỉ còn 10 đến 15 m so với mặt biển. Điều này khiến hệ thống phòng không rất khó phát hiện và tiêu diệt Onyx. Đại tá Inat thừa nhận, các hệ thống phòng không trong biên chế Ukraine hiện nay gần như không thể đánh chặn tên lửa Onyx. Ông tiết lộ, chúng tôi chỉ có thể tác động đến chúng bằng biện pháp tác chiến điện tử. Đó là lý do một số tên lửa không đến được mục tiêu. Quan chức không quân Ukraine cũng cho rằng nước này cần củng cố lưới phòng không ở các tỉnh miền Nam bằng cách triển khai những tổ hợp tên lửa hiện đại của phương Tây như Patriot và sam pt Nga từng nhiều lần tuyên bố triển khai hệ thống tên lửa bờ Bastion-P để khai hỏa tên lửa Onyx tấn công những mục tiêu có giá trị cao của Ukraine. Các đòn tập kích bằng tên lửa Onyx dường như được tiến hành từ trận địa Bastion-P trên bán đảo Crimea. Nga tiếp tục tấn công mục tiêu ở Ukraine để trả đũa vụ cầu Crimea bị tập kích. Trong khi đó, Ukraine cảnh báo tất cả tàu đến cảng Nga và do Moscow kiểm soát ở Biển Đen đều bị coi là mục tiêu quân sự. Ukraine ngày 20 tháng 7 tuyên bố, tất cả tàu hướng đến cảng Nga hoặc cảng do Nga kiểm soát ở Biển Đen đều bị coi là mục tiêu quân sự của Kiev. Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo, kể từ 0 giờ ngày 21 tháng 7, tất cả tàu đi trên Biển Đen hướng đến các cảng biển Nga và các cảng biển Ukraine đang bị Nga kiểm soát sẽ bị coi là phương tiện vận chuyển hàng quân sự và chịu rủi ro tương ứng. Thông cáo nêu rõ thêm, hoạt động của tất cả các tàu ở phía đông bắc Biển Đen và kênh Kursk-Yenikale cũng bị coi là nguy hiểm và bị cấm từ 5 giờ ngày 20 tháng 7. Ukraine đề cập đến vụ tàu tuần dương Moskva của Nga bị đánh chìm năm ngoái, coi đó là minh chứng cho khả năng cho việc Kiev có đủ công cụ cần thiết để đẩy lùi các hành động gây hấn trên biển của Moskva. Trước đó, Nga cảnh báo mọi tàu hướng đến cảng Ukraine ở Biển Đen kể từ 0 giờ ngày 20 tháng 7 sẽ bị coi là tàu vận chuyển hàng quân sự, Nga tuyên bố những quốc gia sở hữu tàu cũng sẽ bị coi là bên tham gia chiến sự Ukraine và ủng hộ Kiev. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov vừa qua cho biết, Nga không có ý định nhắm mục tiêu vào các tàu dân sự ở Biển Đen. Động thái này của Nga nhằm đáp trả lại một tuyên bố trước đó của phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adam Hodge rằng Nga đã cài thêm thủy lôi ở đường vào các cảng của Ukraine. Trước báo giới, ông Anatoly Antonov cho biết, Nỗ lực đổ lỗi cho Nga về việc chuẩn bị tấn công các tàu dân sự là hoàn toàn bịa đặt. Chúng tôi coi những tuyên bố của Mỹ là một nỗ lực bằng mọi cách để ngụy trang cho những hành động phá hoại của chính họ nhằm làm hỏng việc thực hiện các thỏa thuận chung đã được nhất trí ở Istanbul. Trên chiến tuyến Nga tiếp tục tập kích các thành phố cảng chiến lược Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa và các mục tiêu ở các thành phố cảng của Ukraine trong ngày thứ ba liên tiếp. Hành động này nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng phương tiện không người lái vào cầu Crimea, mà Nga cho là do Ukraine thực hiện, khiến hai người dân thiệt mạng ngày 17 tháng 7. Tuyên bố cho biết thêm, quân đội Nga cũng tấn công cơ sở hạ tầng nhiên liệu và kho đạn dược ở thành phố Nikolaev, một thành phố cảng lớn khác của Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, mục tiêu các cuộc tấn công đã đạt được. Bên kia chiến tuyến, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Nga đã sử dụng gần 70 tên lửa các loại và gần 90 UAV Shahed trong 4 ngày liên tiếp, khi tiến hành các cuộc tấn công vào các thành phố Odessa, Mykolaiv và các khu vực khác ở miền nam Ukraine. Ông Zelensky tuyên bố, Ukraine đang làm việc với các đối tác nhiều nhất có thể để có thêm các hệ thống phòng không nhằm đảm bảo an ninh cho Odessa và các thành phố khác trên cả nước. Về những hoạt động ngoại giao liên quan, Nga vừa áp đặt hạn chế đối với các nhà ngoại giao Anh yêu cầu họ phải thông báo trước cho chính quyền Nga 5 ngày về bất kỳ kế hoạch đi lại nào bên ngoài bán kính 120 km. Quyết định trên được đưa ra do các hành động thù địch của Anh. Đại biện lâm thời của Anh tại Nga, Tom Dodd cũng bị triệu tập tới Bộ Ngoại giao ở Moscow vì ủng hộ các hành động khủng bố của Ukraine và ngăn cản hoạt động ngoại giao của Nga ở Anh. Washington Post hôm 20 tháng 7 dẫn lời một quan chức xấu tên của Lầu Năm Góc, nói rằng khoảng một chục phương tiện được cung cấp cho Kiev đã bị hư hỏng nặng đến mức không thể sửa chữa. Tờ này cũng cho biết nhiều chiếc Bradley hư hỏng được nhìn thấy ở gần tiền tuyến vùng Zaporizhia. Quân đội Ukraine đã đặt ra yêu cầu về phụ tùng thay thế đối với các chỉ huy của họ. Tuy nhiên, nguồn dự trữ phụ tùng này là vô cùng hạn chế. Tờ báo trên nhận định rằng các binh sĩ Ukraine thường buộc phải xóa sổ những chiếc Bradley hư hỏng nặng, tận dụng các phụ tùng còn hoạt động được để sửa chữa các phương tiện ít bị hư hại hơn. Một quân nhân Ukraine nói với tờ báo này, trước khi có các nhà tài trợ, chúng tôi chỉ có thể sửa chữa một số lượng rất nhỏ vì phải chờ những chiếc khác bị hư hỏng để lấy phụ tùng. Các phương tiện này sau đó đã được gửi đến Ba Lan để sửa chữa phức tạp hơn. Tuy nhiên, quân đội Ukraine đang cố gắng giảm thiểu việc phải loại bỏ phần cứng, vì thường quá trình gửi phương tiện đi sửa chữa và đưa trở lại tiền tuyến sẽ mất vài tuần. Quan chức này cũng xác nhận việc Ukraine đã phải phá hủy khoảng một chục chiếc Bradley cho đến nay. Washington Post lưu ý rằng, công ty nghiên cứu quân sự Oryx đã thống kê thêm hàng chục đơn vị phần cứng từ xe tăng do Mỹ sản xuất đã chịu thiệt hại ở mức độ nghiêm trọng khác nhau kể từ khi bắt đầu cuộc phản công của Ukraine vào đầu tháng 6. Một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ, trong số 190 phương tiện chiến đấu mà Washington cam kết cung cấp cho Kiev, hơn một nửa đã đến tay quân đội Ukraine. Về phần mình, Moscow cảnh báo rằng, tất cả thiết giáp do phương Tây cung cấp sẽ bị phá hủy, đồng thời cho rằng các gói viện trợ xe tăng và vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột một cách không cần thiết. Trên trang quân sự Nga Aviapro đăng tải đoạn video ghi lại cuộc đối đầu giữa trực thăng tấn công Nga và hai xe tăng Ukraine. Đoạn video cho thấy trực thăng tấn công K-52 của Nga phóng ra hai tên lửa phá hủy liên tiếp hai xe tăng của Ukraine. Tuy nhiên, đến nay chưa rõ thời gian và địa điểm cụ thể vụ tập kích diễn ra. Đoạn video cho thấy khi hai bên đang giao chiến, chiếc K-52 đã phóng tên lửa chống tăng vi khích 1 nhằm vào một xe tăng của Ukraine. Vũ khí này đã bị hỏng. Ukraine sau đó quyết tâm giải cứu xe tăng bằng cách điều chiếc thứ hai ra tiền tuyến để sơ tán chiếc bị hỏng. Tuy nhiên, trực thăng Nga tiếp tục bắn tên lửa phi khích một thứ hai vào mục tiêu mới. Kết quả là cả hai xe tăng của Ukraine đều bị vô hiệu hóa trong cuộc đối đầu. Trong thời gian qua, các trực thăng K-52 của Nga đang gây ra thiệt hại không nhỏ cho lực lượng tăng thiết giáp của Ukraine. Các hình ảnh từ hiện trường cho thấy trực thăng sát thủ của Nga phóng tên lửa chính xác, phá hủy các đoàn xe quân sự của đối phương, gây ra thiệt hại nặng. Theo Eurasian Times, K-52 được mệnh danh là sát thủ diệt tăng hàng đầu của Nga, thể hiện hiệu quả trong việc vô hiệu hóa xe tăng đối phương chiến trường. Việc Ukraine thiếu các hệ thống phòng không tầm ngắn di động ở tiền tuyến đã và đang tạo ra một lỗ hổng lớn trong lá chắn phòng thủ trước Nga. Nhờ lỗ hổng này, các trực thăng Nga có thể tận dụng để tác chiến tương đối an toàn gần chiến trường, giảm nguy cơ bị bắn hạ trực thăng Nga sẽ hoạt động ở rìa ngoài vùng an toàn để bắn tên lửa vào mục tiêu thiết giáp của Ukraine. Thiếu phòng không yểm trợ khiến các mục tiêu bọc thép của Ukraine trở nên dễ tổn thương. Ngày 20 tháng 7, phát biểu trong video đăng hàng tối, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh, trong giai đoạn xung đột hiện nay, chính phủ cần dồn tối đa sự chú ý cũng như nguồn lực nhà nước và quốc phòng. Ông kêu gọi các chính quyền địa phương hạn chế chi tiêu để người dân thấy rằng ngân sách nhà nước được sử dụng công bằng và hợp lý, điều này được áp dụng trong nhiều lĩnh vực trong đó có văn hóa tổng thống ukraine nêu rõ bảo tàng trung tâm văn hóa các biểu tượng và phim truyền hình đều quan trọng nhưng hiện chúng ta có những ưu tiên khác tổng thống zelensky cũng cho biết trước đó ông đã thảo luận với thủ tướng ukraine denis shimigan yêu cầu ông shimigan cân nhắc thay thế bộ trưởng chính sách thông tin và văn hóa alexander tkachenko sau phát biểu trên của tổng thống ukraine ông tkachenko cho biết ông đã đệ đơn từ chức đồng thời bảo vệ quan điểm cho rằng việc tài trợ cho các dự án văn hóa cũng quan trọng không kém so với trang thiết bị quân sự. Hiện chưa rõ Thủ tướng Shimigan có chấp thuận đơn từ chức của Bộ trưởng Tukachenko hay không. Trước đó cùng ngày, trang tin Pravda cho biết, ông Tukachenko đã quyết định dành 448 triệu hryvnia, khoảng 12 triệu đô la Mỹ, để sản xuất một bộ phim truyền hình. Ông Tukachenko cũng quyết định dành khoảng 13 triệu đô la Mỹ để xây dựng bảo tàng về nạn đói năm 1932-1933 tại Ukraine. Theo Military Watch, tập đoàn công nghiệp máy bay Thành Đô đã tăng sản lượng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Thành Đô G20 lên hơn 120 chiếc mỗi năm. Trước đây sản lượng ước tính chỉ vào khoảng 40 đến 50 khung máy bay mỗi năm nhưng báo cáo về tốc độ sản xuất mới dựa trên số liệu và đánh giá trước đó về số lượng máy bay các đơn vị quân đội Trung Quốc mới nhận cho thấy, hơn 200 chiếc thành đô G-20 đi vào hoạt động từ đầu năm nay, thì có tới 5 lữ đoàn không quân Trung Quốc đã nhận máy bay chỉ trong nửa đầu năm 2023. Theo Military Watch, 5 lữ đoàn này được cho là lữ đoàn không quân 55 đóng tại Tế Ninh, lữ đoàn không quân 131 tại Nam Ninh, lữ đoàn không quân 98 tại Trung Khánh, lữ đoàn không quân 95 tại Liên Vân Cảng, và Lữ đoàn Không quân 97 tại Đại Túc. G-20 là một trong hai máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm duy nhất trên thế giới được sản xuất và trang bị ở cấp phi đội cùng với F-35 của Mỹ. Tuy nhiên, trong khi F-35 là máy bay chiến đấu một động cơ nhẹ hơn nhiều, được thiết kế chủ yếu cho vai trò không đối đất, thì G-20 là máy bay chiến đấu hai động cơ hạng nặng rất phù hợp với tác chiến không đối không. Với việc sản xuất hơn 120 máy bay mỗi năm, không quân Trung Quốc hoàn toàn thống trị về tốc độ chuyển đổi trang bị sang máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm. Việc mở rộng sản xuất máy bay chiến đấu J-20 là một trong những dấu hiệu mới nhất cho thấy Trung Quốc đang nổi lên như một nước đi đầu trong lĩnh vực quốc phòng hàng không. Ông Tom Luongo, nhà phân tích tài chính và địa chính trị, chủ biên của ấn phẩm Go, Ghost and Guns, vừa đưa ra nhận định rằng một cuộc khủng hoảng mới có thể sắp xảy ra đối với nền kinh tế liên minh châu Âu. Theo nhà phân tích Luongo, còn quá sớm để lạc quan vì lạm phát cao hơn sắp quay trở lại châu Âu vào cuối năm nay. Hơn nữa, suy thoái kinh tế đã bắt đầu nhấn chìm khối này do chính sách năng lượng thiếu sót và các đợt tăng lãi suất mạnh của ngân hàng trung ương châu Âu ECB. Theo ông Luongo, chủ tịch ECB Christine Lagarde dường như nhận thức được rằng khu vực đồng tiền chung châu Âu vẫn chưa thoát khỏi khó khăn, mặc dù lạm phát đang chậm lại. Biện pháp của ECB là tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 7 và sau đó. Tháng 6 vừa qua, ECB đã tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 22 năm. Tuy nhiên, nhà phân tích tài chính này nhấn mạnh biện pháp này sẽ chẳng giúp ích được gì. Ông luôn Go giải thích, ECB không đủ khả năng tiếp tục tăng lãi suất vào thời điểm này, bởi ngân hàng trung ương Đức Bundesbank thực sự đã phá sản. Trong khi đó, nhiều nhà phân tích đang tranh cãi nhau về quan điểm rằng lạm phát ở EU có thể gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu mới. Trong năm qua, các chuyên gia đã dự đoán rằng một cuộc suy thoái toàn cầu mới theo kiểu năm 2008 có thể tái diễn với nền kinh tế thế giới. Và phần lớn các nhà phân tích cho rằng bong bóng suy thoái mới này có thể đến từ Mỹ. Tuy nhiên, theo ông Luongo, nhiều khả năng cuộc suy thoái toàn cầu tiếp theo nếu diễn ra sẽ bắt nguồn từ châu Âu do lạm phát tràn lan và sự sụp đổ của hệ thống ngân hàng. Điểm báo đầu tiên về nguy cơ này đó là ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sĩ sụp đổ vào tháng 3 năm 2023. Ngày 20 tháng 7, Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu EU đã nhất trí rằng khối này nên cải thiện quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên không tán thành đề nghị của Ankara về việc khôi phục đàm phán kết nạp nước này vào EU. Phát biểu với báo giới sau cuộc họp các ngoại trưởng EU ở Bruxelles, quan chức phụ trách chính sách ngoại giao của EU, ông Josep Borrell cho biết, các ngoại trưởng đã thảo luận cách thức can dự trở lại với Thổ Nhĩ Kỳ. Theo ông Borrell, các ngoại trưởng tin rằng việc phát triển một mối quan hệ vững chắc hơn giữa Thổ Nhĩ Kỳ và EU có lợi cho cả hai bên. Ông Borrell lưu ý rằng EU mong muốn Thổ Nhĩ Kỳ có động thái tích cực, cụ thể trong việc giải quyết vấn đề đảo ship phù hợp với các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc. Theo ông, đây sẽ là vấn đề then chốt trong việc thúc đẩy quan hệ giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ là ứng cử viên gia nhập EU trong 24 năm qua, nhưng các cuộc đàm phán gia nhập đã đình trệ từ năm 2016. Ngày 10 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan kêu gọi khôi phục các cuộc đàm phán nước này gia nhập EU gắn vấn đề này với việc Ankara chấp thuận Thụy Điển gia nhập NATO. Truyền thông Mỹ ngày 20 tháng 7 đưa tin cảnh sát nước này đã phát hiện 12 người di cư bất hợp pháp trong thùng của một chiếc xe tải 18 bánh trong một cuộc truy đuổi ở bang Texas, vùng trung nam nước Mỹ. Cụ thể theo nguồn tin, cảnh sát đã cố gắng chặn chiếc xe tải nói trên dẫn đến một cuộc rượt đuổi ngắn vào tối 19 tháng 7 ở phía tây nam hạt Bexar thuộc bang Texas, gần biên giới giữa Mỹ và Mexico. Sau khi bị cảnh sát rượt đuổi, chiếc xe tải đã dừng lại và tài xế đã bị bắt giữ. Khi tiến hành khám xét xe, cảnh sát phát hiện trong thùng xe có 10 người đàn ông và hai phụ nữ, trong đó có một phụ nữ đang mang thai. Những người này đều là người di cư bất hợp pháp, đến từ Honduras, Guatemala và Mexico. Trong 3 năm qua, Mỹ đã trục xuất hơn 2,8 triệu người di cư bất hợp pháp tại các cửa khẩu biên giới nước này. Trong đó, phần lớn người bị trục xuất đến từ Mexico, Guatemala, Honduras, El Salvador và Nicaragua thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại